vọng mùa vàng tuần này, mời quý khán giả đến với tỉnh Lâm Đồng để gặp gỡ người nông dân Lưu Lập Đức. Năm 2013, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Đức trở về địa phương với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương. Năm 2019, anh Lưu Lập Đức thành lập công ty Agri Đức Tiến, vừa sản xuất vừa kinh doanh nông sản. Hiện tại, các thành viên của Agri Đức Tiến đều thành thạo về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Với những nỗ lực đó, anh Đức vinh dự là một trong 10 thanh niên tiêu biểu toàn quốc, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng và rất nhiều giải thưởng khác. Ngay bây giờ, mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp với nông sản Đà Lạt của anh nông dân Lưu Lập Đức tại sân khấu Khát Vọng Mùa Vàng. Xin chào mừng quý bà con, cô bác đã đến với chương trình Khát Vọng Mùa Vàng, một chương trình nói về nông nghiệp, nơi những người nông dân có quyền ước ao, có quyền khát khao về một vụ mùa bội thu, nơi mà chúng ta được gặp gỡ những người nông dân, những doanh nhân thành đạt trong mô hình nông nghiệp. Và hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình 19:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đây, ngày hôm nay có quà cho em đây. Có quà luôn hả? Ừ, dĩ nhiên. Mình đi chung với nhau rồi biết bao nhiêu số rồi. Thì đây, quà của em đây. Rau củ tươi quá vậy? Ừ. Trời, một mình anh mà anh biết trồng mấy cái này luôn á hả? Nghĩ sao một mình anh có thể trồng được cái rổ như vậy? Ủa, vậy chứ đâu anh có. Anh được người ta tặng. Được tặng? Ừ. Anh đó nha, là không phải làm một mình đâu, làm tập thể đó. Bây giờ chỉ em đi, em kéo dòng họ em vô trồng luôn. Ủa, anh cũng đâu biết. Không biết hả? Nhưng mà bây giờ em muốn biết không? Dạ muốn. Đây, chúng ta cùng nhau đến gặp người nông dân Lưu Lập Đức, chúng ta biết thêm. Dạ. Và người kết nối, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh trên sân khấu Khát Vọng Mùa Vàng. Quý vị đến với chương trình Khát Vọng Mùa Vàng, nơi mà chúng ta gặp gỡ những con người có nhiều khát vọng cho nền nông nghiệp nước nhà. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón anh Lưu Lập Đức đến từ Lâm Đồng. Kính chào quý vị khán giả, chào anh Vũ Thành Vinh. Được biết Lập Đức là có gốc gác là dân tộc Tày à? Gia đình em là người đồng bào dân tộc thiểu số, bố Tày mẹ Nùng. Nguyên quán gốc là người Lạng Sơn, mẹ là người Lục Ngạn Bắc Giang. Em thì sinh ra lên trong quê hương Lâm Đồng luôn ạ. Sau thời gian lớn lên thì có đi bộ đội hả? Dạ đúng rồi. Thì năm 19 tuổi thì em có đi bộ đội. Năm 2015 em xuất ngũ trở về địa phương, bắt đầu làm kinh tế. Bây giờ quay trở về vùng đất Lâm Đồng thì vùng đất này thì nổi tiếng về những cái sản vật, đặc biệt là về nông nghiệp. Nó có cái thuận lợi là nhiều người cũng sẽ làm nông nghiệp. Vậy thì khi Đức làm nông nghiệp theo cái cách của Đức thì thế nào ạ? Cái ngành nông nghiệp đối với bản thân Đức ở cái địa phương đó là một điều may mắn, là mình là người được chọn, quê hương là người con Lâm Đồng và cụ thể huyện Đức Trọng. Thì khi sản phẩm của mình trồng ra, mình phải tạo được ưu thế. Thứ nhất là về chất lượng, thứ hai là về số lượng, thứ ba là về giá. Cũng như là mình phải am hiểu quy trình đó thì làm sao mà đem được cái tính hiệu quả cũng như tính ổn định cho bà con, những người hợp tác và tổ liên kết. Bản thân thì bố mẹ Đức thì cũng đã từng trồng và bán vào lố rất là nhiều. Nhưng những năm gần trở gần đây thì đối với lại sự thay đổi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì cùng với lại sự phát triển của nền nông nghiệp truyền thống kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao cũng đã tối ưu được. Và những bản thân như Đức cùng với những người đã và đang làm thương nhân cũng như là doanh nghiệp và hợp tác xã đã cố gắng để xử lý cũng như là hỗ trợ cho bà con nông dân để tránh những cái vấn đề đó, tạo cho họ được sự yên tâm cũng như chuỗi liên kết bền vững để phát triển kinh tế địa phương. Và rõ ràng là khi mình thay đổi thì mình cũng giúp cho nhiều người cùng đi với mình đúng không? Tất nhiên những giá trị mà mình đem lại cho bà con nông dân thì khi bà con nông dân đã có giá trị rồi thì tất nhiên là sự thành công đó là từ rất nhiều người góp phần để giúp cho mình tạo sự thành công như ngày hôm nay. Và thành công đó cụ thể hơn là Lập Đức đã thành lập công ty là Agri Đức Tiến. Mà tại sao nó phải là Đức Tiến ạ? Agri là viết tắt là nông lâm nghiệp, tức là được phép kinh doanh giống như sản xuất. Đó là như lâm sản được nhà nước đồng ý cho kinh doanh sản xuất. Thứ hai nữa Đức Tiến, Đức là em, còn Tiến là một người anh thân thương của em. Hai anh em đã cùng nhau làm. Anh Tiến là người chuyên trồng và làm việc với bà con nông dân cùng với em. Em thì phụ trợ, phụ trách phát triển và điều hành doanh nghiệp và phát triển đầu ra cho bà con nông dân. Và đến ngày hôm nay thì đi một cái chặng đường như vậy cùng với người bạn, với những gì đã đặt ra từ ban đầu á, thì Đức cảm nhận thế nào về cái chặng đường mình đã đi qua? Đối với em, chặng đường khởi nghiệp thật sự là rất là khó khăn và gian nan. Nhưng mình cũng may mắn rằng nơi mình sinh ra
đã cũng tạo cho mình một sự thuận lợi, và mình đã được gửi gắm những niềm tin từ những lúc bắt đầu chập chững tập tành buôn bán cho đến là mình sản xuất những cây rau đầu tiên, và bản thân mình cũng tự đi bán. Sau đó là mình được những người anh, người chị, người cô, người bác đã truyền cảm hứng cũng như là chia sẻ kinh nghiệm đó để giúp mình phát triển đến ngày hôm nay. Bây giờ hãy nói về những sản phẩm mình đang có đi. Vinh được biết là cũng trên mười mấy loại các cái sản phẩm. Cụ thể hơn là những cái sản phẩm thế mạnh của mình hiện nay là gì ạ? Trước khi mình làm cái ngành nông nghiệp này, mình phải có những tổ liên kết, những cái hợp tác xã đi cùng. Và thứ hai nữa là mình phải biết được cái sản phẩm đầu ra của mình là gì. Thì bản thân mình là mình hay trồng những thứ như cơ bản như là dưa leo, cà chua, củ dền, hành tây, khoai tây, xà lách, lô lô các loại, và như là những rau củ quả phù hợp với thổ nhưỡng và phát triển mạnh nhất tại địa phương mình đang sinh sống. Và những cái này đều thiết yếu hàng ngày đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì người ta hay nói về những cái sản phẩm sạch, và Đức cũng hướng tới cái nền nông nghiệp sạch. Dạ vâng, thì bản thân là đất bây giờ hiện tại đã liên kết với những doanh nghiệp chuyên sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh để cho đất đai phục hồi cũng như là cải tạo đất tốt nhất để trồng những sản phẩm tiếp theo nó đảm bảo chất lượng hơn. Và thứ hai nữa là mình đã có được cái nền nông nghiệp cùng với lại các đội ngũ kỹ sư đã giúp cho mình có thêm kiến thức để mình xử lý được những cái vấn đề đầu vào. Phải nói là hiện nay phát triển của công nghệ và đặc biệt là những cái tiên tiến của thế giới mình học được áp dụng khá nhiều cho bà con mình nhỉ? Dạ đúng rồi anh. Thì kể cả những cái khoa học đó thì các bạn trẻ đều có hướng tới là đi học về sau đó ứng dụng cho những sản phẩm công nghệ nông nghiệp của bản của địa phương mình. Thì tất nhiên là những sản phẩm đó đều mang giá trị kinh tế rất là cao. Vì những sản phẩm đó là những sản phẩm chủ lực, chủ đạo, và đó là giá trị mà mình đem lại cho kinh tế địa phương. Hiện nay thì tất cả những sản phẩm mình làm ra, cái đầu ra đều có cái gọi là cái mối hay là cái nơi tiêu thụ tốt đúng không Đức? Dạ đúng rồi. Đối với lại doanh nghiệp tổ liên kết của Nguyên Đức là có những hệ thống lớn như các chuỗi siêu thị lớn như Bách Hóa, như Go, rồi Sài Gòn Co-op, và những đối tác truyền thống như là những cái hãng chợ sỉ và những cửa hàng thực phẩm rau an toàn ở các khu vực mà mình ký hợp tác và liên kết với họ. Vậy do cái sản lượng mà mình đang gieo trồng, mình đang thu hoạch đó, với cái đầu ra mà người ta thu mua hiện nay nó cân đối hay là cái kiểu như mình làm không đủ để cung cấp? Đối với lại sản phẩm Đà Lạt, nó là một cái sản phẩm là không thể thay thế được. Tức là mình bản thân mình là nghe đến rau Đà Lạt đó là chất lượng là uy tín rồi. Thì khi mà rau Đà Lạt sản xuất ra thì cái lượng tiêu thụ thì sẽ tỷ lệ sẽ chiếm nhiều hơn so với cái lượng tồn. Thì khi mà lượng tồn nó chỉ là những là sản phẩm khi đã sơ chế xong rồi, hoặc là một giai đoạn nào đó khó khăn. Thực ra thì cuối cùng mình vẫn đang nói một cái nghĩa tích cực ha. Có nghĩa là cái thương hiệu của Lâm Đồng là trở thành một cái thương hiệu cả nước rồi. Thậm chí chỉ nghe rau của Đà Lạt hay nghe cái củ này của Đà Lạt và mình có cái niềm tin. Bây giờ lại có cái niềm tin của những thế hệ trẻ mà áp dụng những công nghệ mới vô. Vinh nghĩ càng ngày chúng ta càng nâng cao cái giá trị của sản phẩm lên đúng không? Dạ đúng rồi. Đối với thế hệ trẻ như chúng em là chúng ta phải học liên tục và hay là thay đổi và trao dồi kiến thức, cũng như là làm sao mà chuyển đổi được công nghệ đó để phù hợp với thời tiết cũng như là biến đổi khí hậu, và coi như là để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất trong thời gian tiếp theo. Cũng chia sẻ với lại anh và cũng như chương trình là ở tỉnh Lâm Đồng đã có đề án dự án là hạn chế sản xuất và cũng như là trồng những sản phẩm trong nhà kính để hạn chế phát thải ô nhiễm cũng như là một phần khí thải. Thì đó là dành cho thời gian sắp tới. Còn hiện tại bà con nông dân vẫn đang tận dụng những cái gì mà đang có để mình trồng và mình sản xuất trước. Còn những cái dự án tiếp theo thì sẽ khuyến khích bà con trồng theo kiểu nông nghiệp hữu cơ cũng như là nông nghiệp mà làm sao mà săn với môi trường. Bây giờ nói về những cái khát vọng của thời gian sắp tới đi. Đối với lại bản thân em cũng như là các bạn trẻ khởi nghiệp riêng ngành nông nghiệp truyền thống với là công nghệ, thì em cũng mong muốn là thời gian tới như là trong 5 năm, 10 năm nữa các bạn chúng ta sẽ kịp theo xu hướng của xã hội và theo sự phát triển của thị trường cung cầu để làm sao mà chúng ta có thể có được những cái giá trị tốt hơn. Thực ra thì mình rất là thích cái cách của Đức nhìn nhận cái vấn đề thời cuộc. Một trong những yếu tố là chúng ta phải nắm được cái xu hướng và đi cùng với thời đại đúng không? Dạ, đúng. Và rõ ràng là khi mà trò chuyện với Đức, Vinh thấy được là một cái chàng trai trẻ có nhiều sức sống, nhiều hoài bão và đặc biệt là có một cái niềm đam mê mãnh liệt vào công việc của mình. Và luôn luôn có những điều mới mẻ đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Và ngay bây giờ chúng ta đến với một tiểu phẩm có rất là ý nghĩa là đổi đời, với phần biểu diễn của Hữu Đằng, Phước Lộc và Gia Linh. Xin mời quý vị. Ba má! Gì vậy? Ba má! Chuyện gì? Cái gì vậy con? Cái gì vậy con? Gì vậy? Con tức quá à. Tức vụ gì? Cho tiền con đi đóng tiền học đi, để cô giáo đòi mấy đứa bạn nó chọc quê hoài à. Trời đất ơi, con sao á, mà hử miệng ra là mày tiền, mày thấy ba mày áp lực dễ sợ không?
mở miệng ra cái tiền không à. Từ từ để tao nói chuyện. Mình cho tiền con đóng tiền học mình. Bữa giờ tôi cũng ráng đó, mà bà không thấy hả? Rau củ phần thì túi, phần thì hư. Tôi cũng biết làm sao đâu. Mà bây giờ nè, con nói cô giáo con thư thư vài tháng được không? Hả? Sao được? Ông tầm bậy tầm bạ. Tiền học sao mà nói thư thư vài tháng là thư thư vài tháng được? Con nói với cô giáo cho thư vài năm được không? Má! Bây giờ nè, không có tiền mà bây giờ mình có rau củ. Bây giờ mình đóng rau củ được không? Trời đất ơi! Đó cô giáo đi dạy mệt muốn chết rồi. Giờ còn đóng rau củ cô giáo ra chợ bán kiếm thêm nữa hả? Không có được mà ba. Tôi thấy cách đó cũng không được nữa. Không mấy giờ đóng mẹ qua bên đó được không? Trời ơi! Mẹ làm mướn làm thuê gì bên đó cũng được. Ôi, hiểu không? Thôi mà cho tiền con... đi mà ba. Không có tiền mà con khổ lắm. Thôi để đó từ từ tôi tính. Rồi bây giờ hai mẹ con vô trong ăn cơm đi. Nó còn đi học nữa đó. Ăn uống gì nổi nữa, ăn uống. Cơm gì, mỗi lần xin tiền á là ba của nó là thất mùa. Chứ mấy lần hả mà có mùa đó, có bán được đâu. Rồi nhà mình hả, ăn toàn là rau củ không à. Nào rau củ luộc nè, rau củ kho, rau củ xào, rau củ chiên. Ăn riết người có nhôm ấm nhách gì nè. Thôi, ba mẹ xin lỗi, đã để con ốm như vậy. Trời ơi, ông ăn rau củ đi. Ông bị sao vậy? Con mình như vậy mà ông nói ốm hả? Trong mắt tôi, con của tôi lúc nào cũng là một đứa con bé nhỏ trơn á. Thôi đi vào trong ăn cơm đi, mặt tôi. Căng thẳng gì thì cũng phải vô ăn cơm với vợ con cái đi chứ. Vô đi. Thôi, con. Dạ. Bây giờ ba bay không chịu vô. Thôi bay vô đó, bay kéo cái vạt ra đây đi. Rồi cả nhà cùng ăn cơm chung. Trời ơi trời, con nhỏ có chút xíu vậy nè. Cái vạt chà bá à, sao nhỏ kéo nổi trời. Vậy chứ bây giờ làm sao? Thôi để con vô, con cưa cái vạt làm bốn, con đem ra đây rồi mình gáp lại được không? Trời đất ơi, nói gì vậy? Con cưa cái vạt làm bốn như vậy nó manh muốn hết trơn rồi còn làm ăn gì được nữa. Chứ sao giờ? Thôi bây giờ vậy nè, mấy cái đó nó nặng nhọc lắm, con làm một mình không có thể đâu. Dạ. Đó, bây giờ để mẹ nè, mẹ vô trong đó mẹ phụ con. Mấy cái công chuyện này là nặng nhọc á là mình phải cùng nhau mình làm. Đó, mình góp sức, mình chung lòng mình làm như vậy đó thì mới thành công được, con hiểu không? Đi. Dạ. Đi vô đây. Tôi biết rồi. Hả? Gì vậy ba? Tôi biết làm sao để gia đình mình thoát khỏi cái cảnh này rồi. Sao ba? Sao mình... Đó giờ mình làm ăn riêng lẻ, làm ăn một mình là nó manh mún. Là khó mà đi xa, đi nhanh được. Tại sao bây giờ mình không kết hợp với nhau, nhiều người cùng làm một việc, đúng không? Hả? Tôi tin chắc mình sẽ đổi đời từ đây. Yeah! Dạ cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn Đức đã cùng theo dõi một cái tiểu phẩm vừa qua của ba anh em. Anh Đức ơi, anh cho em hỏi là mình có thần tượng hay là yêu thích một cái người nông dân nào đó nhất không? Đối với Đức thì tất nhiên phải có một thần tượng, phải có một idol để mình noi gương và làm theo rồi. Đó anh Nguyễn Văn Đoàn, là giám đốc hợp tác xã Nam Sơn. Người ấy là một người anh cũng như là một người giúp cho Đức có thêm kinh nghiệm. Tại vì bản thân là hợp tác xã của anh Nguyễn Văn Đoàn thành lập rất là lâu rồi. Và anh đã hiện tại đang có một cái ký kết với hộ nông dân, đến hàng trăm hộ nông dân. Và tiêu thụ nông sản một ngày là mấy trăm tấn rau củ quả. Đó là một động lực cho Đức ngày hôm nay ạ. Dạ, nhưng mà có nhiều bạn trẻ bây giờ vẫn đang loay hoay với những cái khởi nghiệp trong nông nghiệp của mình á, thì không biết Đức có thể chia sẻ một cái lời động viên, một lời khích lệ với các bạn không ạ? Đối với nông nghiệp hiện tại và nông nghiệp truyền thống kết hợp công nghệ cao trong thời gian tới, thì các bạn trẻ khởi nghiệp tuy lúc đầu cũng vất vả, nhưng các bạn có ý chí, có kế hoạch, có mục tiêu thì chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi dù bất cứ giai đoạn nào. Vì thời điểm công nghệ hóa, chuyển đổi số, tất cả mọi thông tin, kiến thức các bạn sẽ được học hỏi và trau dồi mỗi ngày thông qua các những kênh truyền thông cũng như là các kênh tổ chức hội đoàn trong địa phương cũng như các tỉnh lân cận. Dạ, cảm ơn Đức rất là nhiều ạ. Và bây giờ xin mời anh, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh lên trao kỷ niệm chương cho anh Đức ạ. Dạ, em cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Và mọi người ơi, đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Khát Vọng Mùa Vàng. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ chúng ta cùng gửi một niềm tin. Khát vọng mùa vàng, khát vọng vươn xa. Bà
bản thân thì cũng học chuyên ngành thú y, khoảng tầm 2018 là ra trường thì cũng đi làm cho các công ty. Tình cờ thì cũng biết được một anh bạn ở trên Đắk Nông chăn nuôi theo cái hướng sinh học. Thì bản thân năm 2017 đầu tư 500 con gà nuôi theo cái hướng an toàn sinh học.